Xin kính chào quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chúng ta phải đối mặt với đủ các áp lực từ mọi phía như là công việc, gia đình hay tiền bạc. Điều này rất dễ khiến cho chúng ta cảm thấy căng thẳng, nóng giận, mất bình tĩnh. Vậy chúng ta cần phải làm gì khi rơi vào các tình huống đó? Dưới đây là một vài phương pháp đơn giản giúp bạn giữ bình tĩnh vượt qua các cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống. Thông tin được tổng hợp từ trang sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Viết ra cảm xúc của bản thân. Nếu bạn vẫn khó chịu về một việc, ngay cả sau khi bạn đã cố gắng loại bỏ nó khỏi suy nghĩ, thì hãy cố gắng viết nó ra. Những tư tưởng tiêu cực dài dẳng có xu hướng kéo dài và rất dễ bùng lên thành một cơn giận dữ khi có một hành động khiêu khích nhỏ. Viết ra những cảm xúc của bạn cho phép bạn xử lý các vấn đề phức tạp và đưa ra giải pháp, nó cũng làm cho não của bạn có thể ngừng ám ảnh về vấn đề này, vì bây giờ vấn đề đã được ghi lại vào một nơi cố định. Nghiên cứu tại Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Rochester đã chỉ ra, đây là một việc làm cần thiết để giảm bớt sự tức giận, ngăn ngừa lo âu không đáng có. Do đó, đừng ngại ngần viết nhật ký nếu bạn có điều kiện. Hãy chọn lựa thời gian để thường xuyên viết nhật ký và coi đây là thói quen hàng ngày không thể thiếu trong cuộc sống. Nghe nhạc, giai điệu từ bài hát chắc chắn sẽ xua tan phần nào suy nghĩ tiêu cực gây lo âu căng thẳng. Đây là bí quyết tuyệt vời bạn có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi, ngay cả ở nơi công sở. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Progress in Brain Research đã chứng minh nghe nhạc giúp kiểm soát căng thẳng bằng cách giảm hormone cortisol và lượng đường huyết trong máu. Do đó, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và thoải mái hơn sau khi nghe một vài bản nhạc nhẹ. Việc lựa chọn bài hát phụ thuộc vào sở thích âm nhạc của bạn và thời điểm nghe. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí tâm lý học, nghe nhạc với mục đích thư giãn mang lại nhiều lợi ích nhất. Dập tắt cơn giận dữ của bạn bằng cách tập thể dục. Nếu bạn kìm nén cơn giận dữ của bạn càng nhiều thì các cơn giận dữ sẽ xuất hiện thường xuyên và với cường độ mạnh hơn. Một cách rất hay để giải tỏa cơn giận dữ của bạn là dồn nó vào trong các hoạt động thể dục. Bạn có thể nâng tạ, chạy bộ, đặc biệt là tập võ. Hãy dồn hết sự giận dữ của bạn vào trong đó sẽ giúp cải thiện tâm trạng của bạn, giúp bạn cảm thấy thư thái hơn. Bình tĩnh nhìn lại và tự hỏi một số câu đơn giản không bao giờ được phép phản ứng ngay khi bạn đang thực sự kích động. Khi đó, bạn đang là một nồi nước sôi, có thể gây bỏng cho chính bạn và người khác. Cần phải nhìn lại, tự hỏi mình một số câu hỏi để đánh giá tình hình. Tình huống căng thẳng này, liệu mình có thể kiểm soát bản thân không? Điều đang làm mình mất bình tĩnh là điều gì? Liệu vấn đề đó có đáng để như vậy hay không? Làm thế nào để mình hành xử đúng mực khi đang tức giận đây? Ai mà muốn làm việc với một người như thế này chứ? Chắc chắn là không rồi. Những câu hỏi đơn giản này sẽ kích thích phần trí tuệ trong bộ não của bạn để bạn không làm ra những phản ứng thái quá. Ngửi hương của hoa oải hương Mùi hương của loại hoa này có tác dụng làm dịu tâm trạng và giảm lo âu đáng kể. Hoa oải hương chứa lilalun, một hợp chất có khả năng kích thích các thụ thể trong não, theo một nghiên cứu vào năm 2018 được công bố trên tạp chí Frontier in Behavioral Neuroscience, những người ngửi mùi hoa oải hương thường có tâm lý tích cực ít khi phải đối mặt với căng thẳng. Mọi người hãy cho khoảng 2 đến 3 giọt tinh dầu hoa oải hương vào nước, sau đó nhúng một chiếc khăn sạch vào hỗn hợp này và lau mặt xung quanh cổ. Hít thở sâu. Đôi khi hít thở sâu là cách hiệu quả và đơn giản nhất để kiểm soát tâm trạng. Điều này làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp và có tác dụng như lời nhắc nhở khiến cơ thể phải bình tĩnh lại. Để giảm căng thẳng nhanh chóng, bạn hãy dừng mọi việc đang làm và ngồi xuống ghế trong tư thế thoải mái nhất. Hít một hơi thật sâu và hết cỡ qua mũi, sau đó thở ra miệng mở theo hình chữ O cho đến khi tất cả không khí thoát ra khỏi bụng. Lặp lại việc này khoảng 10 lần và bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ quý vị và các bạn thân mến trong chương trình ngày mai sẽ là chủ đề thực phẩm nên và không nên sử dụng khi viêm họng mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau